Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cùng đoàn công tác của thành phố đến thăm tặng quà cho đình chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Định Môn, huyện Thới Lai. Lãnh đạo thành phố đã trao tặng 2 tấn gạo cho xã Định Môn, tặng quà cho 180 gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm tương đương 200.000 đồng. Tổng trị giá 126 triệu đồng do lãnh đạo thành phố vận động các doanh nghiệp nhà hậu tâm tài trợ để ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Phó Bí thư Thường trực Thành quỹ Phạm Văn Hiểu gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới và động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu phát triển kinh tế, dâng lên ổn định đời sống.